Đống vũ khí nguy hiểm này được cơ quan chức năng thu giữ tại nhà của Nguyễn Phúc Ưng, 54 tuổi, ở ấp 3 xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an huyện Tam Bình kiểm tra nhà của Nguyễn Phúc Ân thì phát hiện và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm, gồm một khẩu súng bắn đạn bi, 50 viên đạn bi, ba dụng cụ suyệt điện cùng hàng chục dao kiếm tự chế tiếp tục kiểm tra xe máy của Dương Văn Linh Vương, 22 tuổi ở xã Nhân Bình, huyện Trà Ôm, tỉnh Vĩnh Long. Lực lượng công an còn thu giữ thêm một gậy ba khúc. Cả ân và Vương đều dương tính với chất ma túy. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bàn giao ân và Dương cho công an huyện Tam Bình để tiếp tục làm việc và xử lý theo quy định của pháp luật.